Liên quan đến công tác tổ chức cán bộ, thưa quý vị, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn vừa ký các quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Cục trưởng các Cục Hải quan Bình Dương, Quảng Ninh và An Giang. Ngày 21 tháng 7 năm 2023, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn ký quyết định số 1656 QĐ-TCHQ bổ nhiệm có thời hạn ông Tống Quốc Thịnh, Chi Cục trưởng Chi Cục Kiểm tra sau thông quan, Cục Hải quan Bình Dương, giữ chức Phó Cục trưởng Cục Hải quan Bình Dương. Quyết định bổ nhiệm có hiệu lực từ ngày ký. Ngày 27 tháng 7 năm 2023, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn ký quyết định số 1686 QĐ-TCHQ về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Phạm Quốc Hưng, Chi Cục trưởng Chi Cục Hải quan Cửa khẩu Móng Cái thuộc Cục Hải quan Quảng Ninh, giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Hải quan Quảng Ninh kể từ ngày 1 tháng 8 năm 2023. Ngày 1 tháng 8 năm 2023, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn ký quyết định số 1852 QĐ-TCHQ về việc bổ nhiệm công chức, giữ chức vụ lãnh đạo đối với đồng chí Lưu Tuấn Bình, trưởng phòng tài vụ quản trị giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Hải quan An Giang, quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.